Ready? Zom humped. Everybody make. Man, the storm will bring them. No, he made them jump for. Come on, come on. Tap, tap, jump, jump, bam, bam. Hai em. Anh ơi. À, cảm ơn. Tối có giải anh hay lắm. Hai. Qua nhà em xem đây. Ôi giời ơi. Chú không phải nói. Anh biết rồi. Vâng. Này, anh còn làm tí cá độ đấy. Ăn quen bén mùi thế. À đúng rồi. Hai ông sang nhà tôi đi. Hả? Tôi chạy ra chợ, tôi mua ít đồ nhậu về. Anh em mình vừa nhậu này, vừa xem này, vừa hò hét tí cho nó vui. À. Thôi. Hò hét cái gì? Lần trước hò hét ở nhà ông đấy, con Tú Vịt nó cho một cái rét mõm ấy, sưng hết cả mồm đấy đấy. Cái ông này chả được cái nước gì, chỉ được cái nước nhớ dai thôi. Đã bảo lần ấy là nó bị mộng du. Nó nhỡ tay rồi mà còn cứ nói nhiều. Nhỡ quá. Mà tại ông ấy, ông là phải biết kiềm chế. Ông có hò hét gì ấy thì hò hét nó thầm thì thôi. Xem đá bóng mà bảo là hò hét thầm thì. Thế còn ra gì là xem đá bóng nữa. Nhục nhất có trùng trục. Tôi thấy là ai chịu khổ như ông ấy là nét lắm đấy. Không bàn cãi nhiều nữa. Qua nhà em hò hét tẹt bô mà đập đồ thoải mái. Kèo gì cũng có. Hôm nay anh không đi được nhá. Sao? Hôm nay đúng giờ cơm. Vợ không cho đi. Ôi trời. Vợ không cho đi. Thế mà còn to mồm. Hai bác cưới vợ đúng rồi. Khổ thật đấy. Như tù giam lỏng. Tù giam lỏng là thế nào? Anh nói cho chú biết nhá. Đi tù ấy nó còn có nhiều khung hình phạt đó. Chứ lấy vợ vào rồi ấy, tù chung thân là cái chắc rồi. Này, hay là thầy với cả anh đi tập gym với em đi. Thần kinh. Đang chuyện này lại sọ ra chuyện kia. Xem đá bóng người anh cạnh nhà còn không đi được. Bây giờ đi tận dỉm ở tận đổ, tận đâu thì bố ai mà đi được. Quan trọng là hai bác có đi hay không. Em là em đăng ký rồi đấy. Nếu mà hai bác đi thì để em sang nhà em xin phép hai bà cho hai bác đi. Ôi thôi. Hả? Anh lạy mày. Mày tha cho bọn anh. Anh nói cho mày biết nhá. Cả ngày ấy, khi ra ngoài đời ấy, thì là đã đương đầu với xã hội. Mà về nhà thì đương đầu với thú dữ. Anh đã mệt bã hết cả người ra rồi. Chú có mời anh đi trà chanh chém gió thì anh đi. Xong là anh về anh ngủ thẳng cẳng. Chứ tập ba cái vớ va vớ vẩn cái vô bổ làm cái gì. Đúng. Nè, anh dạy cho mấy câu này. Què chân bóng đá, hóp má điền kinh mà chết bất thình lình là thể dục buổi sáng. Toàn anh là anh không ham hố. Đúng là hai ông già không bắt kịp thời đại gì ha? Bảo sao mà suốt ngày bị hai bà vợ nó bắt bài cho. Này, hai bác có vợ thì em cũng đã vào chồng rồi nhá. Từ ngày em bỏ cái Lai ấy, yêu cái Lan ấy, nó hỏi cái Lan á, nó còn tinh ranh nhá, còn khủng khiếp hơn cả cái Lai. Nhưng mà em vẫn cứ gọi là tự do phơi phới. Hey, đầu tóc cứ gọi là mượt mà, thích đi đâu thì đi. Này, hai bác biết là vì cái gì không? Vì cái gì? Nên đấy. Em đi đâu nhỉ? Đi đâu mà mất tăm mất tích gì? Lâu thế không biết được cái. Giật hết cả miền đi. Mà chui đâu ra đấy? Hả? Phóc đường. Thế tình hình thế nào rồi? Xong rồi. Xong rồi. Xong. Xong là xong nào? Kỳ diệu thế. Ôi trời ơi. Này, em phân tích thì cứ gọi là hả? Tập gym là sao? Để có sức khỏe. Hả? Một khi đã khỏe, ông mà khỏe là bà vui. Đúng không? Em nói với cả vợ thầy rằng nhá, nếu như thầy có sức khỏe thì nhá, nó sẽ đỡ mỡ máu và khu vực này nó sẽ thon lại. Đấy. Còn anh hả? Thì sẽ đỡ bị huyết áp. Ôi trời ơi, cái lý do nó to hơn mục đích như thế nhá. Hai bà gật đầu như bổ củi luôn. Cuối cùng là như nào mày cứ úp mà mở đấy. Anh ăn sốt hết cả sạch đây này. Thì thay đồ và đi thôi. Hả? Tập thật à? Thì chả nhẽ đùa. Đi luôn. Thế thì đợi anh vào anh thay cái váy của Tú Vịt cho nó rộng. Em lại anh ấy. Đồ đạc đã chuẩn bị sẵn ở đấy rồi. Lên chỉ việc thay và đẩy tạ thôi. Nhưng anh hỏi thật nhá. Tập gym nó có đau không? Đi trước đi. Ê này. Thôi đợi. Đợi cái. Đợi với. La hoàn cấp. Đây, hai anh vào đây. À,
Anh xỉu đây. Trời ơi, cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Thầy Hải. Ê, này, thầy cầm cái này này. À đây, thầy cầm cái này. À, nâng lên đặt xuống. Sao lại dùng cái đấy? Phải là cái này này. Cái này lên hình nó mới đẹp. Đặng, thế này phải bảo anh chứ. Ôi, xin bê sao? Có 2,4 cân mà nhắc không được. Thôi, 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 lấy cái bé thôi, lấy cái bé thôi. Cái này nó... Em phải up lên Facebook sống ảo tí đã. Em nói hai nghe nhá. Chào lưu tập gym bây giờ nè. Là cứ đến phòng tập, rồi cứ cầm mấy quả tạ, cứ đứng dẹo 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 tạo dáng để chụp ảnh. Xong rồi á, đi uống trà sữa về. Đấy, đấy là cái bọn thanh niên 6 múi hả? Chứ còn tớ bụng một múi như này thì tập cái gì hả? Check in cái gì? Thầy đúng rồi, mù công nghệ, chả chịu cập nhật gì cả hả? Với cái thi thể này này, à với cái cơ thể của thầy ấy, chỉ cần 500 đồng Photoshop thôi nhá. Này, ngực nở hả, eo con kiến, mồng cong ngay. Đây đây, bây giờ em up lên Facebook cho mấy bà ở nhà xem. Rồi. Úi giời, ngưỡng mộ chưa kìa. Này, anh trông cũng ra gì ra phết ấy. Úi giời ơi, 6 múi này. Thế nhưng mà này, dạ, quay phim chụp ảnh xong chứ làm cái gì? Lại tập tiếp à? Cái màn gọi là chào hàng cho mấy bà ở nhà đã xong. À, anh em mình tiếp tục đi vào cái chương trình chính của ngày hôm nay. Là như nào? Đấy chính là... Ế... À, ôi trời ơi, mày đúng là phú chi muốn được anh duyệt. Để rót cho em cốc. Buồn. Buồn đi. À đây, này. Thôi chết rồi, quên rồi. Quên gì? Mấy cái bộ quần áo tập anh em mình thay ra vứt đấy. Có sợ mất không nhỉ? Ảnh đúng là đồ xỉu nhi. Toàn lo bò trắng răng thôi. Ở đấy là có dịch vụ luôn, thay ra người ta giặt rũ là thơm nước lực lực. Thế à? Mai chỉ việc là thay và tập thôi. Ôi, thế là ngon rồi nhá. Anh em mình uống đi, 100%. 100%. Vui thôi chứ đừng vui quá. Bây giờ hai bác uống về nhiều bia nhiều rượu nó nồng nặc cái mùi ra ha. Thành thử là mình lộ hết tẩy à. Thế là đứt. Chuẩn. Này. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Anh em mình ấy uống tí ti, mỗi thằng chục chai thôi nhá. Thì gọi là xả gì chết thôi. Hôm nay nhá, các chú cứ uống, cứ ăn nhâm nhi thoải mái. Mọi cái là anh lo hết. Này, vừa đỡ phải nghe điện thoại này, eo éo suốt ngày nhức hết cả đầu. Cứ cái đà này nhá, anh em mình ngày ấy tập 2K luôn. 2K luôn, Duyệt. Mà em bảo nhá, hai bà đã cấp phép cho hai anh đi rồi. Thời gian bây giờ là thoải mái. Các anh ấy tự tung tự tại, thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi, đúng không? Làm đi. Này, chú này, anh là anh kết nhất cái môn chim của chú rồi đấy. Chim là biệt hiệu của em. Tập gym. Gym. Cái ông này. Chỉ được cái bố láo ăn cắp gì. Đúng rồi. Rồi. Này thằng Phú Chim, cô láo ăn cặp gì? Tưởng hôm nay ra thằng quán bia chứ lại... Hả? Bia bọt gì? Này, anh nói này, mày cứ ở đây. Anh với ông xỉu, cứ dọc vào bia trước. Đứng nghiêm đấy. Bây giờ các anh phải bình từ bình đạm để thưởng thức cái món chính khi đi tập gym. Cái gì đấy? Chính còn tập gym có ngoan không anh ơi? Này, mày hơi liều. Mày cứ tay máy ở đây á, con Lan nó mà phát hiện ra, nó cấm cửa. Anh, em chỉ ngắm, em chỉ nhìn, chứ em có làm cái gì đâu mà sợ. Bây giờ chả nhẽ cái Lan nó đi ra ngoài đường ấy, mấy cái thằng con dai ngắm cái Lan thì em phải đuổi theo mấy cái thằng đấy để chọc mù mắt mấy cái thằng đấy à? Này, dạ. Ngó lại có khi anh vẫn được. Các em nó cứ nhìn anh. Ô láo ăn cặp này. Hôm trước khởi động thì tạ có 1,2 cân mà hôm nay hai bên bao nhiêu? Chục cân. Ôi trời ơi, khỏe thế, ăn thế.
anh nó cứ phừng phừng. Ôi trời, nâng hai cái tạ như là hai cái tăm. Em trên kia là cười với anh đấy. Có điều mặt mũi ông thế nào các em liếc tôi cứ cười với tôi đấy. Ôi trời, ông bị dở hơi à? Này tôi cái hồi trẻ nhá, tôi còn nhiều tóc bồng bềnh á, Giang Đông ăn nhìn tôi á còn phải kính nể chứ nói gì đâu. Ô lão ăn cắp này, cái ngày mà mặt tôi chưa nhăn nhá, ông quên đi. Thôi, này hai bác ngừng ngay cái khẩu hình miệng hộ em, bây giờ á sử dụng đến thị giác đi ha, không có thời gian đâu. Này. Bây giờ nhá, 2, 4, 6 uống bia, 3, 5, 7 ngắm gái, chốt chưa? Chốt. Này, anh không dùng thị giác, anh dùng khứu giác. Sao nó cứ thơm. 2, 3 nào, 2, 3 thế nào nhỉ? Tập gym kiểu gì mà làm gì đấy? Ông làm gì đấy? Ba vừa làm gì tôi? Tôi đo. Đo gì? Thế theo ông thì tôi đo cái gì của ông? Tôi ngủ là sao biết ba đo gì? Tôi đo vòng bụng của ông ấy. Mà này tôi bảo cái này, đi tập gym kiểu gì mà vợ vừa đo vòng bụng để tăng lên mấy cm là thế nào? Vòng ngực cũng tăng lên mấy cm, thế tập thành cái kiểu gì đây? Hay để ra đây hóng hớt đúng không? Ui sao? Chả biết gì về điện nhỉ? Bọn thanh niên nhá, nó tập đi tập lại lên 6 múi. Mình có tuổi rồi, tập phải tiết kiệm. Tập đi tập lại lên 1 múi. Múi nào? Đấy, múi này. Xem nào. Đấy. Này, đừng có mà lòe nhau nhá. Cái múi này nó không phải là múi cơ mà đây nó là múi mỡ nhá. Thì tập tành cái kiểu gì đấy? Bảo người ta đi tập, người ta đi tập thế thôi chứ còn gì nữa, tập hùng hục đấy, không nhìn thấy trên Facebook đấy à? Mà tôi đã nói gì đâu mà ông toáng hết cả lên thế à? Tôi nói cho ông nghe nhá. Nói có sách thì mách có chứng nhá. Đây nhá. Bác sĩ hôm trước người ta đã kê rồi. Này, nhìn người ta phê đây này. Đâu? Mỡ máu cao. Ừ. Tiền tiểu đường. Úi dồi ôi. Huyết áp tăng cao. Tôi á. Ngần đấy bệnh của ông của ai đây? Tên ông nhìn đi cho ông Hải nhé. Còn gì nữa nhá. Cái tình hình như thế này nhá, bác sĩ người ta bảo là chỉ dăm năm nữa thôi là cụ đi. Mà tôi nói luôn cụ mà đi nhá. Tôi phơi phới này của tôi đi. Úi dồi. Thế này thì thằng Phú Chim nó giết anh rồi em ạ. Phải làm một quả ảnh sống ảo mới được. Tự sướng như thế này thì làm sao mà chụp được một lúc hai găng nhỉ? À đúng rồi, thấp xuống tí. Này, gan ông bây giờ là to lắm rồi đấy nhá. Tôi nói cho ông biết nhá, ông kiếm cớ đi tập gym để nhậu nhẹt đúng không? À bắt đầu là cái kiểu là bắt đầu thích gái gú để gặp cái con gì nhỉ? Con người yêu cũ là có lại phải không? Ôi trời, em ấy nói năng này, linh tinh liên tha liên thiên người ta cười cho đấy. Lại nào? Bây giờ nó đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên cầm ca, vài ba đứa lên lắc lư thanh là thành đám cưới cái lại rồi nha. Hay không khéo bây giờ nó có chửa sắp đẻ được nên. Anh đi tập như này ấy, là vì cái gì? Sức khỏe. Có sức khỏe để làm gì? Để sau này ấy, anh chăm sóc, bảo vệ cho em, cho con chúng ta. Em hiểu không? Này, hót nữa đi. Ông hót nữa tôi nghe xem nào. À, ông bảo là ông không liên lạc gì với nó mà tại sao ông biết nó sắp có con? Hả? Đúng. Tại sao lại biết là sắp có con? Thì hai bác xiên đôi bán đứng em à? Bán rồi thì cũng bán nhá. Này nhá, tôi nói cho ông biết nhá, tại sao mà đang yên ông này ông lại rủ hai bác ý đi nhậu nhẹt là như nào? Rồi bắt đầu là uống rượu rồi bê tha, bắt đầu là đầy bệnh vào người. Này nhá, ông gặp tôi là còn may nhá, ông mà gặp phải bà Tú Vịt với cả là bà Hoa thì cái cuộc đời ông nó tan rác từ lâu rồi. Em nói thế là oan cho anh nhá. Nhậu thì anh có nhậu, ăn thì anh cũng ăn, nhưng mà em nhìn kỹ đi này, chuột này hả,
Đó, thấy không? Ừ. Người nó vẫn cứ khỏe như vâm đi chứ. Này, bệnh là hai ba cái tự bệnh chứ anh có bệnh tật gì đâu. Ôi dồi ôi, tự tin quá nhờ. Bác cầm hộ em. Đây này, tôi nói cho ông biết này. Này, ông đọc đi. Rồi, gì đây? Sổ điều trị. Tên tôi là Lê Triệu Phú. Diễn biến bệnh. Có bệnh gì đâu mà diễn biến. Mỡ máu cao, men gan cao, rồi thận yếu. À, cái bệnh ấy na đi rồi. Ừ. Thế bây giờ phải làm thế nào? Làm thế nào nữa? Không có làm thế nào hết. Chào anh, tôi đi về. Ô, giận rồi. Lan ơi, em đi đâu đấy? Nó định nhảy dù. Ê. Bở hết cả hơi tai, toát hết cả mồ hôi mới này. Thôi ông ơi, đi thôi, tập trung một tập đi. Chịu khó thể dục thể thao ấy là để lùi mỡ máu đấy. Đúng rồi. Thể dục thể thao đẩy lùi run sán. Này, ông này, tôi khuyên ông nhé, tránh xa cái thằng bụng béo này ra. Béo béo bụng em bằng 1/5 bụng bác. Nhưng mà bụng tao nó không có run. Thì mà đến cái cơ sự này là cũng tại hai bác bán đứng em đấy. Cái gì bán đứng? Gì nữa? Không tại mày rủ chúng tao đi uống bia uống rượu thì lấy đâu ra bệnh tật là đầy người thế này hả? Ôi trời khổ quá các ông ơi. Đã bảo tập trung mà tập đi. Không tập ấy, vài năm nữa bụng thì nó phành ra rồi bệnh tật nó kéo đầy người ấy. Vợ đấy nó đuổi ra ngoài đường. Thế tha hồ mất ngủ phải lo bệnh chị ạ. Ừ. Nhưng mà chị ơi em hỏi này, mình làm như thế này có cao tay quá không hả chị? Cái gì mà cao, làm sao mà quá. Mình nói đúng sự thực cơ mà. Vấn đề là các ông ấy bệnh thật chứ không phải là bị bệnh giả nhá. May mà có mấy quyển sổ y bạ đấy chứ không thì... Đúng là thần lửa ở nặng chị ạ. Ừ. Mà chị cao kiến thật đấy. Ừ. Em nói thật chứ, lão phú chim nhá, may làm sao mà em không bị lão ấy qua mắt. Có mà đến lượt mình thành cỏ tàn lá úa từ lâu ấy. Trời ơi, khéo ấy lại kiểu ăn lại của cái con lài. Này, chị nói thật nhá, tâm sự thật đây này. Chị là chị thấy em hiền đấy, chị quý, chị mới nói giúp cho. Chứ không có như con lài ngày xưa thì quên đi nhá. Không biết đến bao giờ các anh nhà mình mới trở thành con mắt Lý Đức. Ra quán thanh còi thanh toán cho tôi hóa đơn. Hóa đơn này bao nhiêu? 2 triệu. Ai ông bị điên à? Hai triệu? Tôi là thằng nào bị ung thư? Ông. Thằng nào sắp chết? Ông. Thế có thanh toán? Có. Có thì đi đi có. Chị Thu Vịt. Ôi, thằng Minh đi à? Mày làm chị hết hồn, chị tưởng ông xỉu ông về nơi. Chị làm gì mà sợ anh xỉu? Mà chị vừa bỏ cái gì vào trong cốc sữa đây? Định hãm hại chồng à? Để em xem nào. Thuốc chữa ung thư? Cái gì thế này chị Tú? Some everybody makes them down and